cũng đứng quay vừa xem thầy. Dòng người Phật tử đang rất là đông, tập trung trên đất Hà Tĩnh để mà tiễn đưa thầy cũng như là giúp thầy có những cái bước đi dễ dàng hơn, trật tự an toàn hơn. Đây là những cái hình ảnh rất đẹp. Hiện tại là em đang ở Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. Và đây là những hình ảnh của những anh chiến sĩ cảnh sát giao thông, trật tự đô thị và dân quân nhân trật tự dân phố rất là đông để cùng nhau hỗ trợ bước chân của thầy Thích Minh Tuệ. Đây là cũng là một điều rất là đẹp. Có rất là nhiều cảnh sát giao thông để mà hỗ trợ thầy. Xa xa em là có 5 anh cảnh sát giao thông cũng như là khu vực xã bảo vệ dân phố. Và đây là dòng người Phật tử hiện tại là đang đứng chờ đợi cũng như là đang chào đón thầy Thích Minh Tuệ đi qua. Một cái hình ảnh phải nói rất là đẹp, trật tự đến từ đất Hà Tĩnh. Hà Tĩnh cũng là nơi mà thầy Thích Minh Tuệ được sinh ra. Có rất nhiều anh cảnh sát cũng như là trật tự dân phố, cảnh sát giao thông cùng nhau hỗ trợ để giúp bước chân của thầy Thích Minh Tuệ. Rất là đông. Hôm nay có những anh chiến sĩ cảnh sát giao thông đi theo hộ tống thầy Thích Minh Tuệ. Thì đây là những cái bước chân đầu tiên cho cái buổi sáng ngày hôm nay. Thì hiện tại là thầy Thích Minh Tuệ đang đi trên đất quê hương. Đó chính là đất Hà Tĩnh, cũng là nơi mà thầy Thích Minh Tuệ được sinh ra. Thì hiện tại là các Phật tử đang đi trên đường và gãi hoa trên những bước đi của thầy. Đây là những hình ảnh gãi hoa. Và đây là hình ảnh của và đây là dòng người Phật tử đang đi theo bước chân của thầy. Có rất là nhiều cảnh sát giao thông cũng như là trật tự đô thị đi cùng với thầy. Đây là dòng người Phật tử đang hiện tại là đang theo thầy, và có những cái hình ảnh rất là đẹp, đó là các anh trật tự đô thị đang bước đi cùng thầy, dẹp đường rất là gọn để cho mọi người đi có hàng
hình ảnh chiến sĩ dân phố đang hỗ trợ bước chân của thầy Thích Minh Tuệ. Có rất là nhiều Phật tử xúc động và khóc hai bên đường khi mà thấy thầy Thích Minh Tuệ đi qua. Và đây là một số hình ảnh rất đẹp đến từ những anh trật tự dân phố đô thị thì đang cố gắng dẹp đường để cùng hỗ trợ cho thầy Thích Minh Tuệ. Đó là một điều rất là đáng trân quý. Thì hiện tại là em đang thấy là có cảnh sát giao thông, trật tự dân phố và những anh công an xã đến cũng rất là đông để cũng như là hỗ trợ bước chân của thầy Thích Minh Tuệ đang hiện tại là đang đi trên đất Hà Tĩnh. Và đây là những anh công an. Còn đằng xa xa thì cảnh sát trật tự giao thông. Đây là cũng là chú bảo vệ dân phố cũng đứng quay thầy một hình ảnh rất là đẹp. Cũng như là một sự ngưỡng mộ từ chú bảo vệ dân phố dành cho thầy. Và đây là hình ảnh của thầy. Dẫn đường cho bước chân của thầy Tuệ. Một hình ảnh mang ý nghĩa rất là đẹp. Đây là một số hình ảnh rất là đẹp thiết thực đến từ những anh công an cũng như đến và cùng thầy có những cái bước đi rất là an toàn giúp thầy. Đó cũng là một điều rất là quý. Thế phải hạ cái này ra, đúng là đúng. Cái đuôi gây ra có nhìn nắm đôi tay thôi. Và đây là dòng Phật tử rất là đông đến để cùng thầy giải bước đi đầu tiên cho cái buổi sáng cũng như là ngày hôm nay, đầu ngày hôm nay rất là đông. Số hình ảnh ở góc ngã tư đèn giao thông thì có những cảnh sát giao thông cũng như là công an xã bảo vệ dân phố đang giúp thầy để thầy có một cái cuộc hành trình tốt hơn. Và đây là một số hình ảnh rất là đẹp. Thank you.
nơi thầy sẽ từ từ đi qua. Rất là đẹp luôn cô chú anh chị và các bạn. Bác ơi, bác sĩ ơi. Quay một bên hai bên đừng có đứng chưa, đứng sắp. Và đây là dòng Phật tử rất là đông đến để cùng thầy giải bước đi đầu tiên cho cái buổi sáng cũng như là ngày hôm nay, đầu ngày hôm nay rất là đông.